chào chị em nhà mình nha. Ai đang là những người mà đang điều trị bằng cao nám InSAM thì xin cho một lời khuyên chân thành luôn. Bởi vì sao, chị em phụ nữ của mình mà đã điều trị cao nám InSAM, tất nhiên là da của mình nó đã có vấn đề đúng không ạ? Và da mình có vấn đề là cái da mình đang bị thiếu hụt một nguồn collagen cực lớn ở trong đó. Do đó là nó sẽ sinh ra những cái tình trạng bệnh lý ở trên da như là mụn, như là nám nè. Do đó trong cái quá trình mà khi chúng ta kết hợp với cao nám InSAM, xin cho chị em một cái lời khuyên chân tình luôn. Đó là chúng ta sử dụng thêm cái collagen da kháng này nhé. Bản thân của mình á, mình sử dụng đều đặn cái em này từ cái ngày mà có hàng tới giờ là một ngày mình sử dụng 2 gói. Bởi vì sao, Trinh cũng đang điều trị cao nám InSAM đợt 2. Và khi Trinh sử dụng cao nám InSAM uống kết hợp với cái này nè, thì chắc chắn là cái da của mình nó sẽ được khỏe từ bên trong, nó sẽ đào thải hết toàn bộ những cái độc tố luôn. Bởi vì sao Trinh mới nói là đào thải độc tố, bởi vì trong cái collagen này nè có cái rong nho, thì rong nho nó có tác dụng là hấp thu hết tối đa cái lượng collagen có trong sản phẩm cho mình. Cái thứ hai nữa là nó sẽ giúp mình đào thải hết toàn bộ những cái độc tố ra bên ngoài luôn. Thì khi mà da của mình đã được đào thải độc tố ra rồi á, thì nó sẽ rất là nhanh đẹp, nó giúp cho cái quá trình mà tái tạo của mình nó sẽ nhanh hơn đó. Chỉ cần làm cái bước cực kỳ đơn giản như thế này thôi vào một buổi sáng hoặc là buổi tối. Nếu chị em nào có điều kiện thì chúng ta uống một ngày là 2 gói, sáng 1 gói và tối 1 gói. Còn nếu như những chị em nào mà chúng ta không có điều kiện, không có thời gian, thì mình chỉ uống vào 1 gói vào buổi tối. Và khuyên chân thành luôn là chúng ta uống trước khi đi ngủ 30 phút để sản phẩm phát huy tối đa tác dụng của nó với chị em của nhà mình nhé. Đó, bổ sung collagen ở bên trong, sử dụng sản phẩm ở bên ngoài, châm uống ngoài thoa để làm cho bản thân của mình nó xinh đẹp từ trong ra ngoài luôn chị em ha. Và bây giờ thì mời mọi người nhé. Chị nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm cực kỳ tốt cho chị em của phụ nữ chúng ta, đặc biệt là trong cái quá trình mà chúng ta đang điều trị da, đang tái tạo da. Do đó những cái chị em nào mà da chúng ta đang có vấn đề thì hãy quan tâm và sử dụng ngay đến em collagen da cá.